Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2023. Thì hiện tại bây giờ em đã quay trở lại là chùa Phật Minh, hay còn gọi là mái ấm Phật Minh. Nơi đang nuôi dưỡng mà trên dưới 70 bé mồ côi. Thì chùa Phật Minh ở tại ấp 3, xã Gia Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng trao tấm lòng của cô Ân Hồng Phước ở bên Mỹ, mà cô ấy có nhờ người nhà gửi qua cho em là 200 đô. Thì đối với nguyện vọng của cô Ân Hồng Phước là mong muốn số tiền này sẽ đỡ được phần nào vất vả cho sư cô trong cái việc mà nuôi 70 bé mồ côi tại đây. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chùa Phật Minh chúng với em nha, để xem chánh điện hoàn thành ra sao như thế nào rồi. Tại vì cũng có nhiều nhà hảo tâm gửi ủng hộ cho sư cô để ủng hộ trong cái việc mà xây dựng chánh điện cũng khá là nhiều lần. Thành ra bây giờ bữa nay em đi ngay buổi trưa thì em mời cô chú anh chị cùng xem chi tiết chánh điện chung với em, và sau đó là trao tấm lòng của cô Phước đến với sư cô ở tại đây. Rồi em mời cô chú anh chị cùng vào trong chung với em ha. Ngày hôm nay thì em thấy được ở tại máy ấm cũng có một chiếc xe 4 chỗ và một chiếc xe 16 chỗ ở tại Cần Thơ và ở tại Sài Gòn đến ghé thăm các bé. Đây cô chú anh chị có thể xem lại chùa Phật Minh giùm em ha, về địa chỉ. Mỗi lần quay là lúc nào em cũng quay như thế này để cho cô chú anh chị nào mà có duyên với những cái video của em thì biết được về địa chỉ của mái ấm Phật Minh, hay còn gọi là chùa Phật Minh. Nếu mà cô chú anh chị dò trên ở bản đồ á, thì chùa Phật Minh nằm ở gần mà cầu An Hóa nha. Cô chú anh chị chỉ cần mà đi cầu An Hóa, nó nằm khúc đường ngoài này nè. Tại vì chùa Phật Minh này thì cô chú anh chị cũng phải quẹo vô hai lần lận. Đi theo Google Maps thì ra hết à. Rồi em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong. Em đã thấy là sư phụ ở bên trong rồi đó. Thì có thể nói thì hình như là ngôi chánh điện này mà từ lúc mà sư bà xây dựng tới bây giờ hình như đã rất là lâu rồi. Yeah. Thì bây giờ nói chung thì cái khung rồi nó đã hình thành lên hết rồi. Giờ em nghĩ là chắc chỉ còn lót gạch với cửa rồi trang trí chút đỉnh nữa thôi. Sư cô đang tiếp một cái đoàn khách. Chào sư phụ. Dạ, chào sư phụ. Dạ, khỏe. Dạ, bữa nay có tiếp khách hả sư phụ? Dạ, có công việc như vậy. Dạ. Ủa, cái này là mình bị gì vậy sư phụ? À, đang chỉnh sửa lại cho nó bớt dốc lại. À, bớt cái dốc ha. Dạ. Thì thôi sẵn đây, sư phụ tiếp khách trước hay sao? Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay chia sẻ sư phụ ha. Dạ. Thì không biết thì mấy ngày thì cái số lượng các bé đối với máy ấm của mình có thay đổi gì không sư phụ? Dạ cũng thêm được hai bé. Dạ mình qua đây ngồi ha, vô cho ngồi không? Vô ngồi đi ha. Thêm hai bé. Dạ. Dạ. Xin lỗi. Vậy là người ta gửi hay là người ta? Dạ có bé bỏ rơi, với có một bé hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Vậy là hai bé đó lớn chưa sư phụ? Còn nhỏ à? Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ là số lượng bé của mình là bao nhiêu sư phụ? 74 bé. À, 74 rồi hả? Dạ. Lần đầu mình biết tính sư phụ đó dạ. Mới có 70 dạ. Thôi. Dạ. Dạ, còn bây giờ nó đã lên tới 74 rồi. Dạ, trước. Dạ, trong cái thời điểm vừa qua thì không dạ. Biết là có nhiều khách ghé thăm các bé không sư phụ? Dạ, tháng này cũng ít. Dạ. Tại vì tháng 8 trung thu mọi người cũng có ghé, rồi dạ. Tháng 7 có ghé, hai tháng sau này ít. Dạ. Tận đi. Đợi chút cái chút. Dạ. Dạ. Bây giờ qua tháng 9 là cái số lượng người ghé thăm dạ. Hơn. Dạ. Dạ. À, dạ. Bây giờ là 74 bé rồi. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì chia sẻ với sư phụ luôn. Thì mà không biết cái công trình của mình hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi sư phụ? Chắc cũng cỡ 60%. Dạ. Dạ. Cái khung ở ngoài thì đã hoàn thành được rồi. Ừ, chỉ có tầng trên, tầng dưới chưa? À dạ. Còn cũng còn điều chỉnh một số cầu thang rồi hành lang này cũng còn điều chỉnh một số lại nữa. Dạ. Dạ nó hợp lý để đi cho nó dễ. Dạ. Dạ. Với lại cái vấn đề là bây giờ là mưa là bây giờ là không có còn bị ướt ở trong chánh điện nữa không ạ? Cũng còn tạt chứ, nhưng mà bây giờ cái đó là khó khắc phục lắm. À dạ. Giờ thì sau này làm các đường thông nước á cho nó thoát nước nhanh thôi chứ còn cũng khó khắc phục. À dạ. Dạ. Lần rớt vào tháng 9 thì số lượng khách thì ghé cũng ít. Ừ, thường dạ. Thường là chủ nhật cũng có khách, rồi ngày thường thì ít. Dạ. 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 Hôm nay thì chia sẻ với sư phụ luôn.
Thì bữa nay thì một cô nhà hảo tâm, dạ, đó là cô Ân Hồng Phước, dạ, ở bên Mỹ, dạ, thì cũng có xem những cái video lần trước, dạ, thì lần này cô ấy phát tâm gửi đến cho sư phụ là 200 đô. Bữa nay thì con không có đổi ra tiền Việt, thành ra con gửi luôn tấm lòng của cô Ân Hồng Phước gửi, dạ, sư phụ. Dạ. Dạ. À, sư cô đại diện cho các con cảm ơn cô Ân Hồng Phước đã gửi 200 đô cho máy ấm để phụ nuôi các bé. Kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Bữa trước anh có ghé thăm chùa, dạ, có gửi tiền cúng dường nhưng mà cô đi vắng. Thì hôm, dạ, nay sư cô gặp anh cũng cảm ơn anh đã và quyết mệnh thường quân, dạ, đã gửi tặng số tiền đợt trước để giúp cho cô lo cho các em. Số tiền rất là lớn, cô rất là mừng. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn sư phụ. Lần, dạ, trước thì cũng không có duyên sư phụ, mình đi, dạ, sư phụ đi công việc. Dạ. Còn mà thường thường mà nếu mà sư phụ mà nhận tiền như thế này thì mình đổi tiền Việt ở đâu ạ? Dạ, nhờ cô công quả, cô đổi ngoài tiệm. À, dạ, nhưng, dạ, mà ở ngoài đổi tới thành phố Bến Tre hay là ở đây của mình là có người đổi? Cô đó có đổi không biết đổi đâu nữa. Dạ. Nhờ có đổi giùm. Dạ. Dạ, nhờ có sáu á. Dạ, chắc có lẽ là đổi tại thành phố thì nó có giá hơn. Dạ. Dạ. Ở đây thì nó cũng chỉ là về thị chất. Dạ. 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 Quay chính điện một chút để chia sẻ với những nhà hảo tâm mà từng gửi ủng hộ á, dạ, để cho, dạ, nhà hảo tâm xem cái công, dạ, trình của sư phụ hoàn thành được như thế nào rồi. Dạ, cảm ơn, dạ, anh nhiều. Dạ, dạ, về, dạ, sư phụ tiếp khách nha. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dạ. Rồi, sư phụ giữ gìn sức khỏe để lo cho các bé nha. Con quay xong chính điện là con chào tạm biệt sư phụ. Anh có, dạ, nhà trẻ không? Nhà trẻ đi cũng chưa nè. À, dạ. Dạ, con cảm ơn. Về xuống nhà trẻ ha. Đi học cũng hết, dạ, vậy là còn có mấy bé thôi. Vậy là mấy bé mới nhận thì nó được 5 tuổi không sư phụ? Còn nhỏ. Dạ. Mới mấy tháng ha. Dạ. Dạ. Em đi cũng bất ngờ lắm, thật ra cũng không biết khi nào xuất hiện. Rồi, chào mấy cô, chào cô Sáu. Dạ, vậy còn mấy bé ha. Dạ. Tại đi mua. Dạ, ông. Dạ, ôm. Đi bệnh nay có hai bé đang nhập viện. Dạ. Mùa này bệnh với cảm á, lại dạ, khắp chùa luôn. Rồi, ôi món gì thơm quá vậy nè. Dạ. Gà vịt kho trời quá ngon luôn. À, thơm quá. Dạ. Dạ. Chào chú ơi. Chào mấy con. Trời ơi, biết chú Nhật Minh luôn hả? Hay vậy nè. Vậy là em mới nhập viện về hôm qua. Dạ bé nào à? Dạ bé này. Tay chân miệng cậu ghê. Dạ. Qua phòng bé đang ở trển chưa có về nữa. Dạ. Ồ, ý là sư cô là cô chú anh chị thấy là môi trường rất là sạch sẽ luôn ha. Dạ, thoáng mát như thế này mà bệnh thì nó không thể nào tránh khỏi rồi. Dạ. Dạ rồi, vậy là còn mấy bé thôi. Ngoan, chào chú chào con. Chú chào con. Rồi, thôi được rồi, dạ, nít không sao. Rồi, ngoan, chào con. Mùa này bệnh, mấy đứa lớn nó bệnh cảm lây hết cả chùa luôn. Dạ. Chào chú. Chào mấy con. Sư phụ. Sư phụ. Ngoan. Dạ. Chào chú đi. Rồi, chào các con. Quá trời thú nhà bông luôn. Rồi, ôm ha. Chú khỏe không? Anh bệnh. Rồi. Anh 13 tuổi đó. Chào con nghe. Ừ. Mấy bạn đi học hết. Dạ. Ờ, nhà mấy bạn lớn đi học hết rồi. Mùa dạ, này bệnh nhiều quá. Dạ, chắc khi vô mùa mưa đó sư phụ. Cô cũng cảm luôn á. Ôi sư phụ cũng bị. Dạ. Đỡ. À, hình. Mà mấy đứa nhỏ nó bệnh tội. Dạ, ở đây là toàn du khách nè, từ đâu á sư phụ? Biết mấy cô nó chắc bên trong tỉnh á. À, dạ. Là thấy biển số 65 đó. Dạ. Dạ, chào mấy cô. À, mấy cô ở Tiền Giang hả? Dạ. Dạ. Chào mấy cô nghe. Dạ. Chúc mấy cô sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, chào con. Chú gì? Bye bye chú ơi. Chú rồi, gì chào con nghe.
Hay quá. Rồi fan hâm mộ kìa. Dạ. Biết tên hết trơn rồi đó. Chú xuống nhiều quá mà không biết thôi. Dạ. Mấy bệnh để tăng cường đồ ăn cho mấy em. Dạ, để tăng sức đề kháng ha. Dạ. Dạ. Chào mấy chị nha. Dạ. Con dạ. Chủ yếu là ăn uống thôi chứ. Dạ đúng rồi. Cô chú anh chị thấy là đoàn khách đi xe 16 chỗ này sẽ thăm các bé này. Vậy là mấy cô này ở Tiền Giang. Dạ. Thường thường mà Tết là sư phụ có trang trí gì không sư phụ? Tết thì cũng mua ít bông vậy để thôi. Dạ. Dù anh đang xây cũng chưa có gì hết. Dạ. Tại thấy cũng gần tới rồi đó. Dạ. Mấy tháng này mình cũng lo kinh phí nhiều á. Dạ. Nhưng mà Tết thì cứ sơ sơ. Dạ. Cũng cố gắng nha. Dạ. Tạo một vài điểm nha. À dạ. Sắp lễ đại tường với sư phụ. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn sư phụ. Dạ, để con lên chánh điện cái. Dạ, à, hôm nay có khách hả? À, dạ rồi. Dạ, vậy thì chắc có lẽ là lần sau mà nếu có dịp thì con sẽ ghé thăm sư phụ với các bé sao nghe. Dạ. Dạ. Sư cô đại diện các em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn sư cô. Này dễ bị cảm lắm. Dạ. Sức khỏe. Dạ, cũng cố gắng. Dạ, dạ. Cảm ơn sư cô. Chỉ cần là đừng có mất tiếng là coi như là con còn làm được. Dạ, không phải, dạ. Còn mà nếu mà mất tiếng lại con thua. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép chào sư phụ nha. Dạ. Thì, dạ. Thì chắc là hẹn là cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Dạ. Dạ. Máy thì dạ. Nói chung là cơ bản là hoàn thành ở ngoài rồi đó. Dạ. Thôi, thì chân thành cảm ơn cô Ân Hồng Phước rất là nhiều đã hỗ trợ cho các bé ở tại mái ấm Phật Minh trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Chào tạm biệt sư phụ. Dạ, chào tạm biệt cô chú và anh chị.